Chúng ta cùng nhau quay trở lại trong thứ tư ngày hôm nay của cuộc đầu giữa Fertix và DK, khi Fertix là đại diện hạt giống số 2 của LEC, trong khi đó DK sẽ là hạt giống số 3 của bên phía LCK. Đây sẽ là một trận đấu giữa Pool 2 và Pool 3, khi Fertix sẽ là Pool 2 và DK sẽ là Pool 3. Như vậy là cuộc đối đầu giữa LPL và LCK ở thời điểm hiện tại đang tạm thời một đều. Trong khi đó thì cuộc đối đầu giữa LEC với cả các khu vực Á Đông, nghĩa là bao gồm cả LPL và LCK, cho đến thời điểm hiện tại thì đang bị giận là LEC đang thua 0-1. Và nơi đấu đầu tiên thì Madden nó không làm được gì. Nhưng ở đây thì sao? Khi mà đại diện số 2 khu vực LEC, thực ra có thể nói đây là đại diện số 1 của LEC, bởi vì G2 sẽ là khu vực riêng. Ví dụ là khu vực riêng, rõ này, cái này không cãi. Đường trên sẽ là Oscarinin, rừng Razor, đường giữa là Humanoid, cặp đôi đường dưới của họ Syndra và June. Không có bất kỳ thay đổi nào của Fertix trong năm nay. Họ sẽ giữ nguyên cái bộ khung này, trong khi đó đến từ bên phía của DK, hạt giống số 3 của LCK, đường trên Kingen, đi rừng sẽ là Lucid, đường giữa của họ là Soulmaker, cặp đôi đường dưới của họ là Emin và Moham. Tôi nghĩ là cái quyết định đưa Moham lên đội hình chính là quyết định sáng suốt nhất của DK ở trong mùa hè này, và nó đã giúp họ có mặt ở đây khi mà Moham đánh rất hợp với cái đội hình này. Một đội hình đã có 2 cúp vô địch chung kết thế giới rồi, với Showmaker cùng với cả Kingen đó, và dẫn dắt thêm ba anh chàng cũng một phần đó gọi là trẻ tuổi. Emin thì gọi là trẻ cũng được, tại vì vấp nhiều chưa có danh hiệu. Đây là một cái cơ hội để cho Emin có thể chứng minh được sức mạnh của mình khi mà đối thủ của họ, mặc dù là hạt giống số 1 khu vực LEC ngoại trừ G2 khu vực riêng ra, nhưng mà một phần nào đó chúng ta nhìn thấy được tương quan về lực lượng thì DK vẫn được đánh giá là cao hơn trong cuộc đối đầu này. Với những cái tên rất là quen thuộc đến từ Fertix thì rõ ràng DK chắc những sự chuẩn bị của họ cũng tương đối dễ dàng mà thôi, tại vì vốn gì đã rất là quen thuộc đến từ Fertix rồi. Còn DK khi mà Lucid, khi mà Emin và thêm cả đó là Moham nữa, thì không biết rằng Fertix sẽ đưa ra những cái sự chuẩn bị như thế nào đây. Tôi đang đánh giá là cái cặp đấu này sẽ xoay quanh khu vực đường giữa là tương đối nhiều, bởi vì meta này là meta pháp sư kiểm soát. Ở khu vực đường giữa này thì cả Humanoid lẫn Showmaker đều có cái khả năng sử dụng đa dạng các tướng, và cái khả năng gánh team của cả hai người này đều đã được chứng minh rồi. Leblanc cũng đánh tốt, rồi cả Syndra cũng là tướng mà cả hai người này đều chơi được cả. Thậm chí là cả Azir, nhưng mà Azir ở meta hiện tại thì lớp là nặng lắm, không phải mang thiên hướng carry mà mang thiên hướng làm nền những người đồng đội thì tốt hơn. Tôi nhận ra là sau 3 trận đấu đầu tiên, nó có những cái sự khác biệt từ cách chơi của từng đội đi. Là có cả trận đầu tiên là cái sự kết hợp giữa rừng và đường giữa, khi họ chọn cái chất tướng nó không phải là trong meta hoàn toàn đi. Đến cái trận thứ hai đó là xoay quanh xạ thủ, khi mà anh ta biết cách để hỗ trợ đội của mình bằng con tướng như con Jhin. Trong đội của anh ta làm hết tất cả mọi thứ rồi, con Jhin trong tay đã ký lớp gây được rất là nhiều sát thương. Cặp trận vừa rồi là thể hiện khả năng carry rất là khủng khiếp đến từ phía của Genji. Nó không chỉ là mỗi chu vi không đâu, nó còn có là pay nữa. Giai đoạn đầu thì sẽ là pay cộng với là kin, nhưng giai đoạn sau thì chu vi với con Smolder của anh ta rất là dễ dàng để vận hành, bởi đội hình gọi là hoàn thiện từ Genji. Nhưng cặp trận này sẽ là như thế nào đây, khi mà Soulmaker và Lucid sẽ đo bên phía bên kia là Razor và Humanoid? Có nghĩa là chúng ta nhìn vào 3 đội chiến thắng trong 3 cặp đầu, nó đều mang màu sắc riêng của từng đội, chưa có đội nào trùng lập luôn. Bên phía của BLG họ đánh mạnh ở trục mid rừng, bên phía của Genji họ đánh thủ và có những cái cách chơi về sau ai cũng carry được. Còn thêm cả top slot thì họ đánh tin tưởng hoàn toàn vào xạ thủ của mình. Thì ngày hôm nay DK họ có một xạ thủ carry khỏe, nhưng độ uy tín thì nó cũng phải tùy trận, tùy theo phong độ. Ván nào cỏ cao thì hơi xui. Tôi đã nhìn thấy được là hình như là June đang phải chống nạn. Ui, tuyệt đối điện ảnh đến từ bên phía Fnatic rồi. Không có một sự hỗ trợ nào đến từ bên phía của đội ngũ cả. Nhưng tôi nghĩ anh ta tự đi chắc là không tới mức nặng quá so với là Hazmat hồi đợt trước. Hazmat đợt trước thiệt ra anh ta tự đi nó hơi khó khi cái bụng nó rất là cao. Nhưng mà chia sẻ thực ra là trong lúc mà đánh mà đau chân thế này cũng rất là khó. Ảnh hưởng lắm. Tại vì nhiều khi là nó sẽ rơi vào cái thế là bạn ngồi nó không thoải mái đâu. Chân bạn sẽ luôn luôn có bó bột, thì nó sẽ phải để một góc kiểu nó cố định lại. Dù vậy thì đấy cũng sẽ là một bất lợi nhỏ của Fnatic mà họ phải chịu thôi, bởi vì đấy là lý do khách quan, lý do bên ngoài chuyên môn rồi. Còn đây, đội hình của DK, thực ra tôi cảm giác được là với những cặp đấu trước thì macro sẽ đóng một vai trò tương đối quan trọng, bởi vì các đội ở chiếu trên có khả năng kiểm soát các mục tiêu và đánh xoay quanh các mục tiêu rất là tốt. Nhưng với hai đội tuyển này tôi đang cảm giác được họ sẽ chọn một cái lối đánh nó thoáng hơn rất nhiều, vô vập hơn, hỗn loạn hơn, gọi là đánh khủng đánh điên hơn. Cảm giác là hai đội hình này sẽ là hai đội giao tranh sớm, sẽ chủ động va vào nhau nhiều hơn. Nó sẽ là một cái màu sắc rất là khác biệt so với trận đấu vừa rồi. Tôi lại nghĩ rằng nó sẽ hơi ngược lại một chút xíu, tại vì dù sao nó vẫn còn đội LCK ở đây, nó vẫn sẽ có một cái màu sắc gọi là thi đấu chậm rãi một chút xíu, cần cái sự hòa nhịp đến từ các thành viên mới như là Moham và Lucid ở chung thế giới lần này. Nếu mà hai anh dự đoán cái như vậy á, ở trận sau giữa team Liquid và Leaning á, tôi hoàn toàn đồng ý. Nghĩa là một đội như là team Liquid sẵn sàng có những pha va chạm. Rồi khi đấu với lại một đội LPL thì có thể là sẽ có cái màu sắc như vậy. Nhưng Fertix có một đội rất là thích kiểm soát nha. Khi mà họ thi đấu tại LEC hay thậm chí là họ đấu MSI vừa rồi, cũng là một đội đánh rất là chậm và thiên hướng về kiểm soát. Chỉ có những cái pha mà bắt lẻ thành công từ Razor, khả năng di chuyển trong vòng rừng của anh ta mà thôi. Nhưng mà thực tế ra thì DK có một cái gọi là cái đặc trưng của họ ở LCK ấy, đấy là nếu mà họ đánh theo meta ấy, thì họ chỉ là một đội tập trung thôi. Và nếu mà họ đánh theo cái lối đánh của họ ấy, thì họ rất là mạnh, họ có tạo được rất là nhiều đột biến. Những cái combo tướng mà chỉ có DK dùng, ví dụ như là Triple Fate ở đường giữa với cả Lee Sin của Lucid chẳng hạn, thì nó chỉ có DK mới vận hành được và họ vận hành thành công. Nhưng khi mà họ đánh theo meta ấy, thì nó lại chật khớp một cách khá là ngạc nhiên. Đó lý do là tại sao mà tôi nghĩ là cái trận đấu này có khả năng va chạm sớm rất là nhiều. Lucid là một người chơi đi rừng, có cái độ máu chiến nhất định của Showmaker, biết tạo đột biến, biết tạo ra những cái sự gì đó gọi là bất ngờ dành cho đối phương. Và tôi nghĩ là nếu như muốn đánh chậm thì chắc chắn là bên phía của DK không cho phép đâu. Đúng rồi. Và nó cũng sẽ phần nào đó đến từ giai đoạn cắm và chọn nữa. Khi đây sẽ là cặp đấu từ cả hai bên, khi những cái sự lựa chọn như anh Dương vừa nói và anh Thương cũng vừa kể rằng nó không hẳn nằm trong meta. Nhưng chúng ta đã thấy rằng với giai đoạn trước thì tôi thấy rằng cắm vai chọn có một vài vị tướng bắt buộc phải bị cấm. Nhưng bây giờ đến với giai đoạn cắm vai chọn được tài trợ bởi Omen và HyperX bên phía bên trái. Như vậy là đội nào đến từ pool cao hơn vẫn sẽ ưu tiên chọn đội 1 mà thôi. Bắt buộc phải cấm Vi khi đối đầu với các đội tuyển LCK và loại bỏ luôn Zik. Mặc dù cái khả năng bào công trình đến từ Zik cũng bị hạn chế, nhưng mà con Zik vẫn đang khá là uy tín trong cái kiểu đó là kiểm soát liên tục khu vực đường và liên tục đẩy. Nó sẽ mở ra một cái là bạn được đánh đường giữa là sát thương vật lý và thêm cả đó đường trên sát thương vật lý, nó sẽ đảm bảo là cân bằng người sát thương cho bạn. Và ở thời điểm hiện tại thì ban luôn cả Ivern. Ui, một góc quay rất ảo. Tôi tưởng là bỏ. tôi giật cả mình luôn đấy. Tôi giật cả mình. Nhưng mà hóa ra thì họ cũng chỉ muốn gọi là thử thôi. Thử tí. Aurora đội 1 bị loại bỏ, như vậy là Fertix họ không muốn dùng. Như vậy là họ sẽ muốn đưa ra những sự lựa chọn thế nào đây, khi mà đội 1 thì họ cấm Vi, cấm Zik và Aurora. Còn bên phía bên kia thì DK không muốn rơi vào cái trạng thái rằng đánh farm buồn ngủ từ cả hai bên. Họ loại bỏ đó là con Ivan và thậm chí là cả Smolder. Hợp lý. Nấu cái gì nấu nhanh đi chứ, mà tôi nhìn thấy con Smolder trong mệt lắm. Của hai đội tôi mệt thật sự. 10 rưỡi hơn 10 rưỡi bây giờ mới đang ban pick. Mà thêm cái quả nháy ban pick vừa rồi tôi còn tưởng bao nữa, có khi là 11 giờ. Các bạn có thể nghĩ đến trận đấu với Gam, còn bọn tôi đang nghĩ đến nấu đồ ăn sáng. Nấu đồ ăn sáng. Ở thời điểm hiện tại, bởi vì sau Gam vẫn còn 2 ván nữa. Nhưng đây là một sự lựa chọn mà tôi nghĩ là bên phía Fnatic cũng bắt đầu đổi mới ở đấy. Khi mà có Yone thì đúng là trận đấu sẽ không thể kéo dài được. Ở Yone là một chất tướng đánh rất mạnh ở giai đoạn 2 đồ. Khi mà có gươm suy vong với các chùy phạt kích, Yone rất là mạnh. Bên phía bên kia đó là những cái chất tướng như này. Nó là Lee Sin chỉ nhá thôi, nhưng mà Skarner đường trên ở thời điểm hiện tại nó không phải là meta lắm. Có thể là Skarner sẽ là đi rừng trong tay của Lucid và anh ta sẽ nhá hàng thêm những chất tướng đi rừng, và sau đó sẽ chọn cho Kingen là một con nàng phủ đầu trước. Ở bên kia mà chọn Cassante, tôi rất là muốn xem góc quay cam của Showmaker nhé. Nếu Fnatic chọn Cassante. Để xem sự lựa chọn từ Fnatic sẽ là như thế nào, nhưng mà trước hết thì DK đã có cho mình đó là Na của vườn trên và con Skarner. Một cái đội hình mà có được chống chịu, có khả năng mở rất là tốt. Razor lại cho mình một sự lựa chọn, đó chính là một pháp sư đi rừng, khi mà họ có đó là 2 đấu sĩ với sát thương vật lý ở 2 cột đường đơn là con Reaton và con June. Nếu như bích cô Zyra cộng với Reaton thì cái mục đích của Fnatic sẽ là đánh mạnh vùng đường trên để băng trụ vào con Na rồi. Khi mà con cá sấu phun nộ đắp thẳng vào thì combo dồn sát thương giữa Zyra cùng với Reaton hoàn toàn có thể tiêu diệt con Na cực kỳ nhanh, nhưng cái vấn đề là setup thế lính như nào để có thể thực hiện được điều đó. Còn Showmaker, anh ta vừa nhá rất nhiều tướng và tướng tụ của anh ta luôn, sinh ra khu vực đường giữa, nhưng quyết định là vẫn khóa lại Ezreal dành cho Emin. Tôi nghĩ là hợp lý, đối phương nó có khu vực đường giữa rồi. Đường giữa bây giờ thật ra còn nhiều tướng nha, Akali cũng là vị tướng mà Showmaker có thể mang ra dùng được. Leblanc còn, Sylas còn, Syndra còn, cho nên đối phương không thể nào cấm hết được. Bây giờ bạn chọn trước xạ thủ, bạn cấm xạ thủ đối phương khu vực đường dưới là một sự lựa chọn cấm chọn hợp lý từ DK. Nhưng mà tôi đang có cảm giác có một con tướng đang dần dần trở nên ban nhiều hơn là chọn, đấy là Orianna, khi mà nó quay trở lại rất mạnh mẽ với khả năng đẩy đường cũng như là kết hợp với nhiều đội hình. Và bây giờ thì ban tiếp Syndra, mặc dù là còn nhiều tướng thật nhưng mà Fnatic vẫn bắt buộc phải cấm đi mà thôi, bởi vì cái quét tan kẻ yếu nó có thể counter lại được Yone cộng với cả Greton khá là nhiều. Dù vậy ở thời điểm hiện tại vẫn là một đội hình cấu rỉa từ xa tương đối mạnh của DK, cả ba chất tướng này đều có khả năng cấu rỉa tốt. Bây giờ họ chỉ cần thêm khả năng khống chế đến từ hỗ trợ và thậm chí là cả đường giữa nữa thì sẽ là một đội hình đánh rất là mạnh và có thể counter được Yone. Yone rất sợ đội hình nào có kỹ năng khống chế. Thả Jhin cho Noah. Bên phía của DK vẫn đang thả. Tôi nghĩ đội hình anh Jhin nó không hợp lắm. Đội hình này không có chống chịu thuần và không có một cái dạng là đội hình để bạn đánh cho con Jhin. Đội hình này bạn cần cái sát thương cộng thêm để giúp cho con Retin và con Yone gây sát thương điểm về phía đằng sau đối phương nó dễ dàng hơn. Có nghĩa là anh 4 anh Jhin được. Leblanc được chọn trước cũng hợp lý mà thôi. Syndra đã bị loại bỏ rồi, họ còn một cái sự cân bằng về mặt đội hình khi mà sát thương vật lý với lại sát thương phép thuật. Thì đã có Ezreal, có Na rồi thì cần Leblanc khu vực đường giữa. Ít nhất là Leblanc cũng gây được rất nhiều áp lực dành cho một con Yone khi bạn có khả năng dẫn lính tốt và những tình huống gây được sức ép như vậy đang về sâu của ván đấu. Bây giờ thì tôi nghĩ khả năng khá cao sẽ chọn Jhin dành cho Noah và chọn cùng với là một hỗ trợ nữa mà thôi. Nếu mà chọn Jhin thì Fnatic sẽ có một cái đội hình tương đối là đẹp với cái khả năng hỗ trợ sát thương từ xa đến từ chất tướng Jhin và một con Zyra để có thể khống chế lại con Yone chém. Nhưng nếu là Kai'Sa thì sẽ là một đội hình lao là lao hết, tất cả lao lên. Như thế thì nó hơi Odin quá, nó hơi mạo hiểm quá. Và Noah cũng không phải là một người có thể xử lý khoảng không gian hẹp tốt nha. Tôi nghĩ là nếu mà bạn đánh một con Kai'Sa, bạn phải đợi đồ. Nó sẽ bị một cái là bạn sẽ đợi cái ngưỡng trang bị nó sẽ khó hơn một chút xíu, nhưng mà ít nhất là bạn đảm bảo được đến giai đoạn về sau của ván đấu rằng có nguồn sát thương rất là hiệu quả dành cho phía Fertix. Tôi nghĩ đây là một cái sự lựa chọn mà họ không tin ở giai đoạn giữa ván đấu. Tại vì nếu bạn tự tin bạn vượt lên trên so với đối phương thì một con Jhin đánh cùng với lại đó Yone và Retin rất là dễ để vận hành để bạn vượt lên trên so với đối phương và gần như đàn áp hoàn toàn. Nhưng đây là một cái đội hình mà họ muốn đánh đến giai đoạn về sau, thậm chí là giai đoạn tầm 30-40 phút khi mà cầm đến 3-4 trang bị luôn. Nhưng mà cũng sẽ là một đội hình rất là nguy hiểm bởi cái tầm bắn của Kai'Sa nó hơi ngắn và nó sẽ bị thả diều tương đối là dễ đến từ các combo làm chậm bên phía bên kia, bao gồm thêm cả một con Bram Blast Pick dành cho Moham. Đây là một lượt counter tương đối mạnh vào những chất tướng bên phía bên kia, đặc biệt là Yone nhá. Khi mà Yone bị làm choáng với cái nội tại và hất tung lên bởi băng địa chấn ấy thì Humanoid rất khó để thể gây sát thương trong những tình huống mà anh ta thoát hồn và anh ta lao vào. Một cái chất đội hình mình giống như mà anh Hảo với lại anh Dương đã nói, con Kai'Sa này cần rất nhiều thời gian và đâu đó là sẽ cần những cái sự may mắn để dứt điểm với cái giao điện trong những cái pha giao tranh nhịp 1 mà anh ta may mắn có được ngoài hạ gục mà thôi. Còn lại thì rất cần cái ngưỡng trang bị hai đồ lớn cộng với giày, thì đó sức mạnh của Kai'Sa mới bắt đầu tới. Và Fertix đã sẵn sàng, DK đã sẵn sàng. Bây giờ xin được phép nhường lời cho anh Hoàng Luân và anh Khải Nguyễn. Cảm ơn bạn phân tích và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ tư của ngày thi đấu hôm nay. Đây là cuộc đối đầu giữa Fnatic và DK. Góc nhìn cá nhân của tôi là hai đội này có điểm mạnh và điểm yếu khá giống nhau. Khả năng lăn cầu tuyết, xử lý biến số của họ trong khoảng thời gian ban đầu tốt, nhưng họ dễ mắc phải vấn đề về mặt dứt điểm ván đấu ở trong giai đoạn sau. Thì sẽ là một trận đấu thú vị. Để xem hai bên sẽ xử lý như nào đây, khi mà chất tướng đến từ cả hai bên đều có khả năng đánh được từ giai đoạn đầu cho tới giữa ván đấu rất là khỏe, với nhiều chất tướng có thể tạo đột biến được. Đến từ bên phía của DK chúng ta sẽ có chiều cuối của Na, chiều cuối của Skarner để tạo đột biến. Còn với bên phía của Fnatic chúng ta có một con Yone và Zyra đánh với những cái chiều cuối đó cũng cực kỳ là khỏe. Thì để xem những bước di chuyển đầu tiên đến từ cả hai bên sẽ là như nào và để xem có những cái sự đảo đường hay không đây, khi mà thực ra nhìn cả hai bên thì không có nhiều lắm những cái gọi là vấn đề để bắt buộc phải đảo đường, nhưng để xem có một cái sự biến số nào không. Khởi đầu trận đấu thì Fnatic ở bên phía đội 1 và DK đội 2. Đây là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 2 của LEC và hạt giống số 3 của LCK. Hồi nãy khi mà giai đoạn cấm chọn đang diễn ra thì tôi bên Khải mới nói chuyện, tôi có nói là cái combo mà Leblanc cộng một rừng chống chịu là cái combo mà DK là một đội họ rất hay sử dụng. Thường thì chúng ta sẽ thấy Leblanc được chọn với rừng đấu sĩ để có một cái nhịp độ tấn công nó quyết liệt hơn. Nhưng DK họ có một cách triển khai cấm chọn là Maokai cộng Leblanc và bây giờ là Skarner cộng Leblanc. Thì chúng ta cùng xem là cái khả năng kết nối giữa hai chất tướng nó hơi khác nhau một tí ở trong ván đấu này với Fnatic nó sẽ như thế nào. Với LCK thì họ cũng đã có những thành công và cũng có những thất bại rồi. Bây giờ đối với một cái đấu trường nó khắc nghiệt hơn là chung kết thế giới thì để xem cái cách vận hành của một đôi Skarner và Leblanc đến từ DK có được vận hành cách tối ưu không. Và Soulmaker bắt buộc phải biến ảnh đi để có thể thoát khỏi những tấn công vừa rồi. Đào đường đến từ bên phía Fertix. Về cơ bản thì cái kèo Leblanc với lại Yone là kèo đánh được. Nhưng mà bạn phải tạo ra một cái lợi thế rất là lớn, tại vì con Yone hiện tại là một con tướng TS ở tại đường giữa. Sau khi vượt qua được khoảng chừng 7-8 phút đầu thì sau đó cái lượng sát thương đến từ pháp sư sẽ không còn đủ để có thể uy hiếp được nữa. Thì làm sao trong khoảng thời gian đó DK phải đè Humanoid càng nhiều càng tốt. Để xem bên phía DK sẽ làm như thế nào. Đặc biệt là từ nãy giờ những tình huống cấu chuyển của Berserker đang là rất tốt. Kích được sóng điện và tiếng quý tốt đó đến từ Moham. Humanoid thì anh ta có bước chân và có Kindora thì anh ta vẫn sẽ có khả năng hồi phục lại mà thôi. Lucid thì sẽ farm vòng rừng của đối phương ở cánh dưới. Trong khi đó thì Razor sẽ kiểm soát vòng rừng cánh trên. Và lợi thế cánh dưới thì chắc chắn là sẽ dành cho bên phía của DK rồi, khi mà Kingen và Emin sẽ là người bóc được những lực kiến trụ tốt hơn so với Oscarinin và Noah, ít nhất là cho tới phút thứ 5. Như vậy là DK họ, các bạn hãy nhìn là cái nhịp lính vào trụ của Fertix ở cánh trên nó nhiều hơn, tức là DK chủ động đẩy chậm ở khu vực cánh dưới để tích lính. Lúc này June đang di chuyển xuống, nhưng mà đợt lính này sẽ rất là lớn nha, đợt lính tràn trụ này rất là lớn, và June khi bước vào khu vực trụ này sẽ cấp 1. Để xem sẽ có một tiếng dịch chuyển nào không đến từ bên phía Fertix xuống cánh dưới để bảo vệ. Nếu không thì Jun sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây. Đây rồi, dịch chuyển xuống đến Oscarinin. Đã dịch chuyển. DK sẽ không tấn công vội tại vì bây giờ họ không vượt trội quá nhiều về người. Họ đang chờ đợi Lucid xong con bùa đỏ rồi mới thử tiến vào. Trong khoảng thời gian này thì Oscarinin đã có mặt nhưng Jun vẫn cấp 1. Một con reo cấp 1. Hơi nguy hiểm một chút xíu cho bên phía Fertix. Đánh ngất ngư được kích hoạt, họ bắt đầu lao vào. Lucid làm choáng tốt, nhưng Emin không đủ sát thương trụ bắn rất đâu. Và DK không thành công trong nhịp đầu tiên băng trụ. Họ sẽ tấn công nhịp 2 bởi vì đã đâm lao rồi, phải theo lao thôi. Họ bắt đầu nhào một lần nữa, cuối cùng cũng dứt điểm được đối phương với mạng hạ gục cho Emin. Sau đó tấn công tiếp vào Jun, Lucid đẩy tường tốt, hai mạng cho DK. Rất nỗ lực đến từ Jun ở nhịp đầu tiên để có thể che cú làm choáng của Lucid để giúp Oscarin có thể câu thêm thời gian. Nhưng khi mà tất cả các chiêu thức đã hồi lại từ phía DK, chắc chắn sẽ là hai điểm hạ gục mà thôi. DK xử lý cái pha này rất là hay nha các bạn. Cái chuyện mà chậm lính để cho Jun không thể lên cấp độ được, chặn Jun lại, bắt con reo cấp 1 đứng ngoài rất là lâu. DK có pha xử lý mà tôi cũng hơi ngạc nhiên về khả năng triển khai của họ đó. Rất hay và tình huống rất nỗ lực đến từ Jun và Oscarinin rồi. Những nhịp ra vào của DK cũng rất tốt. Và Lucid chủ động quay trở lại, tách một nhịp để cho Moham quy một cái. Moham rút ra kịp với một cái lượng máu được búp thêm đến từ bình máu. Và sau đó thì tất cả mọi người quay trở lại, Lucid tách thêm hai nhịp nữa và cũng châm máu đi ra. Đội đầu tiên băng trụ thành công tuyệt đối ngày hôm nay, không bắt ai. Lạ thật chứ. Rồi, ok. Nhưng mà DK thì chắc bạn nào xem nhiều thì bạn biết là chuyện có lợi thế ban đầu của họ là như cơm bữa. Để coi là ngày hôm nay đánh với Fertix thì lăn cầu tuyết như thế nào mà thôi. Để xem Fertix sẽ DK đánh giá đội mạnh hay đội yếu đây. Là đội tuyển có phải là gà hay không. Chúng ta sẽ cùng xem cách DK triển khai ở trong quãng tiếp theo, khi mà họ đã có lợi thế tương đối là ổn rồi. Ezreal có điểm bảo gục, Skarner có điểm bảo gục, Lucid để xem là anh ta với cái đai lưng này chắc là sẽ lên một cái trái tim khổng thần mà thôi. Skarner trái tim khổng thần cực kỳ là khỏe. Ở thời hiện tại chúng ta cũng đã thấy một con Skarner trong tay của Thiên ở trong ván đấu trước rồi. Thì để xem trong ván thi đấu này Lucid có tạo ra một cơn ác mộng giống như Thiên ở trong ván đấu trước hay không. Nhưng mà giỡn vậy thôi chứ thực ra cái danh hiệu vua hành gà bây giờ gọi DK là hơi xúc phạm á. Tại vì là mùa giải vừa rồi là họ đấm cả đương kim vô địch thế giới, họ đấm cả đương kim vô địch LCK luôn. Cho nên là nếu mà dùng cái tên nó gọi thì chẳng khác nào là gọi là T1 với Hanoi Sport cũng gà luôn. Mùa này căng phết đó. Tình huống mà sẽ lăn rồng mà thôi, khi mà vòng rừng đến từ Razor anh ta sẽ farm hơn so với Lucid bên phía bên kia. Nhưng mà con Zyra thì nếu như chỉ farm hơn không mà đồng đội thì lại đang thua thì chắc chắn không cách nào để anh ta có thể tiến ra kiểm soát mục tiêu cả. Bắt buộc là chỉ có thể kiểm soát vòng rừng chứ không thể nào cạnh tranh được cả. Lucid chắc là không gặp vấn đề gì đâu, trừng phạt thành công thôi, sau đó rút về nhẹ nhàng. 5 phút 30 giây đầu tiên hoàn hảo đến từ bên phía của DK. Đường giữa vẫn sẽ là câu chuyện chưa tới lúc mà con Yone này có thể bật lại được. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng Humanoid đang xử lý các đợt lính rất là tốt. Anh ta không bị dẫn lính kìa, không bị dẫn lính. Và anh ta đang có được một cái lượng máu cũng là ổn nữa cơ với bước chân, với Kindoran. Nhưng tình huống trao đổi sát thương thì anh ta cũng có được những áp lực ngược trở lại so với cả Showmaker để có thể khiến cho người chơi đường giữa của DK cũng phải chậm lại một chút xíu. Vì biến về thành công, Kindoran có cấp 6 rồi nhưng ta không có di chuyển. Lượng máu đang là tương đối báo động. Và Lucid tận dụng thời gian mà Showmaker xử lý tốt đường giữa, anh ta lên kiểm soát luôn những con sâu đầu tiên. Tôi đang thấy là bên phía Razor có hướng di chuyển về nhưng mà mid thì bị đẩy, đang chạy từ nhà ra. Sâu đầu tiên đã xong rồi thì những con sâu tiếp theo Lucid cứ cân nhắc thôi, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Và anh ta đã lui, đã có được những gì mà mình muốn. Như vậy là một sâu cho DK và hai cho Fertix, rất là ổn dành cho Lucid mà thôi. Khi anh ta có đầu rồng đầu tiên là một rồng công nghệ, một rồng tương đối là ngon dành cho đội hình của DK và có một con sâu nhiều kinh nghiệm nhất. Anh ta có thể hướng tới cấp độ 6, mặc dù là cũng bị chậm hơn so với Razor khi mà cái vòng rừng từ Razor là rất tốt. Anh ta farm được rất là nhiều trong một cái nhịp của Lucid, ưu tiên là băng trụ xuống một đường dưới để có thể hỗ trợ cho đồng đội. Thì Razor tận dụng tốt nhịp farm mình và đang tạo ra khoảng cách là khoảng chừng 3 cho tới 4 bãi quái vật rừng so với Lucid bên phía bên kia. Không sao cả, chất tướng của Skarner thì cũng chỉ không cần quá nhiều đồ, anh ta chỉ cần 1 cho tới 2 món là ổn rồi. Còn Zyra thì cần càng nhiều đồ càng tốt để có thể gây ra một lượng sát thương lớn và đột biến với chiêu cuối của mình. Đào đường đến từ bên phía của DK để có thể bảo vệ những cái trụ ở cánh trên khi thời gian đã điểm qua phút thứ 5. Mất trước 2 mạng nhưng mà Fertix tôi nghĩ cũng chưa có gì phải lo cả, tại vì ăn trọn vẹn 2 mạng nhưng mà DK cũng có những cái giá phải trả. Đầu tiên là Kingen mất nhiều thời gian hơn so với lại Oscarinin, người hứng được đợt lính và cái nhịp của anh ta mặc dù một lần nằm xuống, nhưng các bạn đang thấy rằng con cá sấu này vẫn khá khỏe với 37 chỉ số lính. Rồi tốc độ farm rừng của Zyra có khoảng trống, tại vì Lucid cũng bỏ nhiều thời gian để băng trụ 2 nhịp, cho nên là tăng tiến sức mạnh của Razor cũng ok. Ở nghĩa là hai đội đều có thể phần nào đó hài lòng với những gì mà mình đang có. Và chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới cái giai đoạn macro nhịp 2 là sâu 2 và rồng 2 như thế nào. Đồng ý, để xem hai bên sẽ xử lý như nào ở trong buổi tiếp theo. Ở không khoảng chừng 6 phút đầu tiên thì DK làm rất là ổn rồi. Để xem cách họ giữ lợi thế và triển khai cho trận tiếp theo sẽ là như nào. Khi mà Skarner có được chiêu cuối, đã có giam cầm rồi, người ta sẽ khai thác cái giam cầm lần đầu tiên đi đâu đây. Đường dưới Oscarinin đang phòng ngự và anh ta cũng sắp phải tốc biến rồi, không phải là mục tiêu tấn công quá là ổn. Cái tầm này đội hình của Fertix họ khỏe đó nha. Đúng. Cái đội hình này mới mà giao tranh ở sâu 2 nè, rồng 2 hoặc là sứ giả rất là khỏe. Và Showmaker đang muốn làm thế nào để con Yone này bất khỏe và anh ta mất tốc biến khi mà Humanoid đã mở chiêu cuối tốt. Ngay cả June cũng làm tốt. Showmaker bị dính thiêu đốt nhưng anh ta vẫn có thể lui về được, thoát khỏi pha chiêu cuối của Razor, sau đó giam cầm tuyệt đẹp khiến June là người nằm xuống. Bộ đôi mid rừng của DK phối hợp quá nhịp nhàng. Anh Lu có thể không tin tưởng vào Skarner và Leblanc nhưng mà DK thì không ngừng tin tưởng. Và một lần nữa lại chứng minh tốt với một tình huống 2 đánh 3 phản công rất mơ mộng đến phía đi của DK. Dã man. Và chiêu cuối của Lucid được đầu tư rất tuyệt vời khi mà Jun cố gắng ở lại để có thể giữ chân vị trí Soulmaker. Anh ta là người bị kéo về bởi giam cầm và sát thương đến từ trụ. Rất may dành cho bên phía Fnatic là người có được hạ gục vừa rồi là Lucid chứ không phải Soulmaker. Đây là ván đấu mở màn và ván đấu chào sân chung kết thế giới của Lucid. Tôi nói này mới hơi sớm mà đánh như này nhiều khi là Canyon chỉ còn là cái tên đó. Đúng, 100% tham gia điểm hạ gục. 3 điểm hạ gục, một tiếng băng trụ hoàn hảo khu vực đầu tiên, một tiếng ganh phản công tuyệt vời khu đường giữa và khiến Soulmaker vẫn giữ được điểm hạ gục của mình và anh ta có được thêm một điểm hỗ trợ nữa. Lucid đang cho thấy mình chắc chắn là cái tên rất là sáng giá để có thể gọi là người kế nhiệm Canyon trong vai trò đi rừng của DK rồi. Và ta đang làm rất tốt. Họ đang thấy một cái góc có thể tấn công được. Họ đã kêu Showmaker di chuyển, nhưng mà nhìn thấy tình huống phòng ngự và không kéo được thêm máu của Noah, cho nên Lucid rất là nhanh chóng anh ta bấm B về nhà, tại vì anh ta cần phải giải quyết vòng rừng cánh dưới. Những pha xử lý đầu tiên rất là tốt, khổng thân cực sớm của Lucid. Bây giờ anh ta có 2 bãi dưới, anh ta sẽ có được cái bùa xanh hồi lại chiêu cuối và đúng nhịp kiểm soát rồng. Vấn đề là Emin đang hết năng lượng. Tôi không biết là nếu mà không có Emin về thì có giải quyết được con rồng này một cách dễ dàng hay không. Đây là rồng đất cũng trâu. Vẫn sẽ có na của Kingen. Anh ta vẫn có dịch chuyển để xem là bên phía của DK có muốn đặt trọng tâm của mình xuống những con rồng ở cánh dưới hay không, hay là họ sẽ muốn ưu tiên lên cánh trên để kiểm soát những con sâu không. Fnatic đã có được 2 sâu rồi, họ chỉ cần thêm 2 sâu nữa thôi để kích hoạt được bùa lợi của sâu không. Còn DK họ sẽ cần nhiều hơn, đó là trọn vẹn 3 con sâu ở lượt 2. Để xem hai bên sẽ ưu tiên như thế nào. Nếu DK có rồng thì cũng ok, họ sẽ có thể câu được thời gian cho Soulmaker ít nhất là chạm tới 1 tới 2 món chuẩn bị lớn, khả năng sâu sát thương sẽ là khỏe hơn, cộng thêm việc Emin tiếp nước mắt nữa. Còn nếu như mà DK có được cái nhịp sâu ổn thì họ sẽ có một con na để cánh tương đối áp lực. Lúc rồng ra thì tôi nghĩ là Fertix cũng đã xác định là họ không cạnh tranh rồi, họ đã chạy thẳng lên khu vực cánh trên, họ chấp nhận là đối phương có rồng 2 mà mình lấy được 5 sâu. Chứ nhìn Humanoid với một cái lượng máu thấp như vậy, bị Soulmaker bào máu trước đó thì hơi khó để cho Fertix có thể cạnh tranh mục tiêu. Trao đổi như vậy cũng được, họ có thêm sâu, tốc độ phát công trình gia tăng, rồi họ có một con Kai'Sa vẫn đang farm tốc độ rất cao nha. Đúng, với giao điện và thêm một lớp giáp trụ không? Có luôn. Rất tốt dành cho cả hai bên. Ở thời hiện tại thì vẫn là một cái thế trận rất cân mà thôi, mặc dù DK là đội dẫn trước về tiền, nhưng về thế trận thì Fertix không hề thua kém một chút nào cả. Họ có 5 sâu. Và bây giờ thì bị xích, anh ta chạy, không bị dừng chân lại, một phát đánh cuối cùng vẫn thiếu. Đam đốt vẫn đủ. Và một tình huống quy mắc tầm đến từ Lucid nữa để có thể bồi thêm sát thương vào như vừa rồi. Hay nằm xuống và vẫn là 100% điểm tham gia gục dành cho Lucid với con Skarner của mình. Chà. Màn chào sân mặc dù đối thủ thì không phải là quá cứng, chúng ta cũng phải khách quan mà nói là như vậy, nhưng mà vẫn là một màn chào sân chung kết thế giới rất cháy của rừng trẻ DK. Giờ đây thì họ chuẩn bị có thêm mục tiêu nữa, trụ một đường trên hiện tại không ai phòng ngự. Cái tình huống ganh nó cũng rất là lucid mà thôi, bình thường thì anh ta có vi thì cũng sẽ là đấm quyền bùng nổ qua tường và sau đó là chiêu cuối một đối phương. Bây giờ anh ta dùng con Skarner động đất Xtan qua tường và sau đó thì hất đối phương về. Tự tin vậy, lao thẳng vào luôn. Có khen quá xong rồi đi hay không? Mất máu nhiều quá, nhưng mà Showmaker đã tới. Lucid đang tạm thời lui ra một nhịp. Điểm hạ gục tiếp theo dành cho Showmaker. Lucid đang lui ra đánh đặt không nổ chạy. Oscarinin tới đang chặn đường về của Lucid và Showmaker. Showmaker quyết định câu cậy sự chú ý của Oscarinin. Và Lucid vẫn đang lẻn lẻn trong cái bụi nhưng bấm bê về chắc chắn là không kịp. Phải có người nằm lại. Và Lucid sẽ phải lần đầu tiên nằm xuống ở trong ván đấu này. Kịp không? Anh ta vẫn đang câu 10 giây. Wow! Rất khéo đến từ Lucid. Và thậm chí ở cánh trên thì Oscarinin cũng không tìm kiếm được Soulmaker nữa. Nên đó là một pha mà vẫn rất ngon dành bên phía của DK. Thế thì đánh vậy thì khó cho pha Fertix rồi. 5-0. Đó là pha tự hủy thành công mà coi như là bên phía của Fertix chẳng có được bất kỳ một cái cơ hội nào cả. Bởi vì khoảng thời gian câu kéo của Lucid là tốt. Anh ta đã bắt được Humanoid phải dịch chuyển xuống để chống việc là Kingen lấy một cái trụ free. Nếu như vừa rồi Humanoid mà đứng thêm một mạng, đứng thêm thời gian để ăn mạng là mất trụ một đường dưới. Nhưng ít nhất thì bên phía của DK cũng đã có được 4 lượt khi trụ cánh dưới rồi. Và Kingen với con Na thì cũng đang dần dần bắt lại tiền so với cả con Rekton của Oscarinin ở cánh trên. Một ván thi đấu mà bên phía DK vẫn đang chơi một cái lối đánh nó rất là chặt chẽ. Những tình huống tấn công, những tình huống giao tranh của họ nó đều có những cái ý đồ nhất định. Và thậm chí pha vừa rồi còn không cần tới giam cầm của Lucid, họ vẫn giữ được, đó là có đuổi hạ gục. Và Lucid thì tự hủy thành công, Showmaker cũng rút về được. Đợt này Riot đang bắp cho vòng thụy sĩ này chơi bản đồ lửa không ạ? Chúng ta như là có 3 bản đồ lửa đúng không? Đúng rồi, em đây là 3 bản đồ lửa thôi. Này thì đi pick em của tôi. Ở vòng khởi động lửa là ít nhất, đúng rồi, đang đẩy cho thật cân lại. Rồi, chúng ta sẽ đến với pha kiểm soát rồng đã. Kiểm soát cắm mắt thôi chứ chưa tới lúc mà ăn. Tại vì rồng còn 2 phút nữa lận. Lucid sẽ có được con sâu này. À xin lỗi, con cua này. Cua dành cho Lucid và anh ta đang còn bao nhiêu? 5 bãi quái rừng nữa để hoàn thành xong cái trừng phạt của mình. Trong khi đó ra dốc chỉ còn 1 bãi mà thôi. Thì anh ta cũng không còn bãi nào để có thể khai thác, để có thể kích hoạt được cái trừng phạt 1200 sát thương chuẩn. Trong đó bên kia thì Lucid cũng còn rất là nhiều bãi, anh ta sẽ farm bãi trên. Và nếu như còn cái nội tại của món trang bị đi rừng thì phòng farm xong được cánh trên là anh ta sẽ hoàn thành được cái món trang bị đi rừng của mình. Kingen tìm vào vị trí của June và Razor. Tôi nghĩ rằng vẫn về được đúng không? Đã bị giữ chân lại, Kingen đứng kế bên, Moham đu về, bản năng sát thủ được kích hoạt, Emin có đồng đội đứng kế bên. Và đó là Lucid, Noah bắn phát, thiếu một phát đã được tốc biến ra qua điểm hạ gục. Vẫn tương đối thành công dành cho xạ thủ của Fertix. Một tình huống mà nhìn rõ kịp là Emin có shutdown hay không, hình như là có một cái shutdown nhỏ thì phải. Thì Noah vẫn sẽ lờ một chút xíu. Moham vẫn đi. Moham đi ở cánh dưới rồi. Chắc là những cái nỗ lực để có thể bảo vệ cho Kingen rút lui vì Kingen vẫn mất tốc biến. Cánh trên thì Lucid sẽ có cho mình được con sạc cái nứt. Showmaker thì có được thêm những lượng chỉ số lính và một vài lớp kinh trụ cuối cùng ở cánh trên. Lượng tiền nhỉnh hơn tất cả đến từ bên phía DK trừ đường trên mà thôi. Một chút xíu dành cho Oscarinin. Chung một tòa bản đồ thì sao? Chúng nó sẽ có nó. Đây là một cái ngày, đây mới chỉ là ngày đầu tiên của vòng thụy sĩ thôi nha. Nhưng mà tôi có cảm giác là cái gọi là mức độ, phong độ của các đội đều đang cao nha. Hầu hết các trận đấu mà chúng ta đang được theo dõi thì nó không có quá nhiều những pha một chiều. Ví dụ như trận đầu tiên mở màn đi thì chênh lệch nhiều, nhưng mà khoảng thời gian ban đầu Merlin cũng đánh rất tốt. Sau đó tới các trận đấu sau thì vẫn có được những cái pha ăn miếng trả miếng từ hai bên. Và đang hứa hẹn một, nếu như cứ giữ cái nhịp này thì chúng ta sẽ có một vòng thụy sĩ cực kỳ cháy đó. Tuyệt vời, rất tuyệt vời đến từ tất cả các đội đang tham dự vòng thụy sĩ này. Và chúng ta xem vì sao Moham lại nằm xuống ở nhịp vừa rồi. Anh ta vẫn bị hất tung lên và sau đó là những nỗ lực đến từ Humanoid. Hai tốc biến thêm chiêu cuối thiêu đốt tất cả mọi thứ được dồn vào và Humanoid có được hạ gục của mình trong tình huống vừa rồi. Và anh ta có thêm được cả trụ một toàn bản đồ nữa, một lượng tiền lớn chảy vào túi đường giữa Fertix để anh ta có thể cân bằng lại so với những gì mà Showmaker đang rất phải trộn về phía kia. Đau quá, Razor bốc vào tốc biến nhưng Showmaker cũng có tốc biến xích thì hụt. Thì Razor sẽ tạm thời lui ra được, anh ta sẽ không nằm xuống nhưng cái trụ đường giữa của Fertix thì không chạy được đi đâu cả. Vẫn có thể có một pha hút tiếp theo bởi vì Fertix đang thiếu người ở đường giữa. Họ đang có một người đẩy lẻ là Humanoid ở cánh trên. June tốc biến ma thuật nhưng mà anh ta không có người follow theo thì không thể nào mở được. Vẫn đang câu giờ chờ đợi Humanoid đẩy hai trụ cho DK ở đường giữa. Trong khi đó ở cánh trên, tốc độ phá công trình Humanoid vẫn là tốt nha, tại vì có 5 sâu cho Fertix và trao đổi này không tệ cho đại diện LEC. Đồng ý, không tệ một chút nào cả, đặc biệt là với tâm thế của Humanoid. Anh ta được hưởng rất nhiều tài nguyên di chuyển lên cánh trên, dịch chuyển lên phòng ngự. bắt đầu BK nha. Bắt đầu BK liên tục rồi, có rất nhiều dịch chuyển, có thần K6 được kích hoạt, có Showmaker bị làm choáng và ta bắt buộc phải biến ảnh trở về, nhưng có điểm hạ gục cho Showmaker. Humanoid lao vào chém, vẫn thiếu sát thương. DK phản công nhưng họ mất thêm một người nữa là Kingen chưa kịp hóa ra khổng lồ. Fertix có cả trụ lẫn người, và đó là tình huống đổi một đều dành cho cả Fertix và DK. DK sẽ có dòng 3, có được trụ 2 ở cánh trên, nhưng mà dàn trụ đường giữa của phía DK vẫn đang còn nguyên ở đó thì nó có thực sự là hiệu quả lắm không đây? Để xem bên phía Fertix sẽ xử lý như thế nào với những cái lợi thế về công trình đường cánh của họ. Đây chính là lối chơi mà chúng ta chờ đợi từ Fertix và DK. Bắt đầu hết cái giai đoạn trao đổi mục tiêu rồi. Bây giờ là đấu tay, bây giờ là giao tranh liên tục. Khoảng cách giữa hai đội tôi nghĩ là không phải quá lớn. Đội hình của Fertix có khả năng tạo đột biến rất cao. Đúng. Với Yone và Kai'Sa, Kai'Sa này cũng đang có một cái nguồn tài nguyên ổn thì họ có thể giải quyết được khoảng chênh lệch này bằng khả năng giao tranh. Nhưng cái áp lực rồng lửa bây giờ là cực kỳ lớn nha. Chính xác, và thậm chí là cái tốc độ ăn rồng của bên phía DK cũng là rất nhanh cơ. Nó giống với những gì mà BLG làm được ở ván 1 trước các thành viên của Madden Coin. Cứ rồng ra là gần như là họ sẽ ăn được luôn. Và đã là 3 rồng cho DK rồi, và đều là rồng rất ngon. 3 điểm rồng, một công nghệ, một đất, một lửa. Và nếu như họ làm tốt ở điểm rồng cuối cùng sẽ là linh hồn rồng lửa luôn. Một cứng sức mạnh cực kỳ bùng nổ đến phía DK với một đội hình có khả năng cấu rỉa khỏe đến từ Leblanc, đến từ con Ezreal của Emin đang tích được đó là gần xong nước mắt nữ thần rồi. Còn bên phía bên kia thì Noah vẫn đang cố gắng để có thể hoàn thành con trận 2, lao vào tìm kiếm nhau. Chúng nói rất đánh đá, trả ngược lại sát thương, lấy chiêu để gọi Lucid xuống, nhưng mà đã có rất nhiều những cú nháy. Fertix không bị bất ngờ với pha di chuyển này của rừng DK. Moham cũng đang có mặt ở đây, nhưng ngay sau lưng của Humanoid là rất nhiều người. DK không thể băng trụ được. Cố mà cố gắng áp lực đến từ bên phía của DK, có thể kéo người lên cánh trên và mở khoảng trống ở cánh dưới dành cho các thành viên như là Emin lấy đi công trình mà thôi. Mà họ vẫn chưa làm được khi mà DK nhắc lời thêm một khi mà bên phía Fertix vẫn có cái khả năng di chuyển rất là nhanh đến từ rail, đến từ những cái chất tướng như là Zyra chẳng hạn đi trong khu vực rừng. Để xem hai bên sẽ xử lý như thế nào trong giai đoạn tiếp theo. Baron chưa xuất hiện cho nên vẫn tạm thời là quãng thời gian mà hai bên tiếp tục farm mà thôi. Đặc biệt là bên phía của Fertix họ đang rất mong chờ Noah có thể ít nhất là có 2 món trang bị. Một câu chuyện rất là quen thuộc mỗi khi DK thi đấu là số lượng vàng có được thì Emin luôn luôn là xạ thủ làm điều đó tốt nhất ở tại LCK, đặc biệt ở trong những cái thời gian đầu của đi đường. Anh ta là liên tục giữ cái danh hiệu Gold King, tức là người có tổng tiền nhiều nhất của LCK trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều mùa liên tục. Và ván đấu này cũng đang như vậy. Ezreal hiện tại cũng rất xanh với 2 điểm hạ gục, 195 chỉ số lính và sẽ luôn luôn đảm bảo được nguồn sát thương nếu như không nằm xuống quá sớm. Đúng. Đến cái thời hiện tại thì tất cả những cái anh chàng xạ thủ của chúng ta hay thường gắn cho những biệt danh là hấp cỏ như là Emin, như Zik lớp đều đang đánh rất là chắc tay ở trong ngày thi đấu hôm nay. Emin chưa có tiêu hấp nào cả. Cái tình huống anh ta nằm xuống trước đó thì nó là cái sự xuất sắc và nỗ lực đến từ Noah mà thôi. Anh ta cũng đòi được tốc biến của xạ thủ bên kia và đổi được mạng trước khi nằm xuống, cho nên nó không phải là cái lỗi gì nó quá nặng đến Emin cả. Còn ở thời hiện tại thì Noah thì sao vẫn chưa có hai món trọng ý lớn. Không biết anh ta cần thêm bao lâu nữa để hoàn thành xong được cái cuồng đao Hunso này. Còn với khả năng đẩy đường thì DK họ đang áp lực rất là tốt ở trụ đường giữa và đường dưới rồi. Kingen thì cũng đang có quãng thời gian tương đối là yên bình ở cánh dưới. Anh ta đang bắt đầu cân bằng được chỉ số lính so với series bên kia và cũng tạo ra khoảng cách là khoảng 1.000 vàng so với người chơi đứng trên của Fertix. Có thể là cái này nó hơi ngoài chuyên môn một tí ở tại ban đầu lửa anh Khải. Nghe than phản là mùi cỏ cháy không? À, cỏ cháy đúng bớt rồi, cho nên là cháy bớt rồi. Mình với Jackie Love ngày hôm nay đang rất là thăng hoa. Đúng. Cũng như là nhưng mà cái ván đấu của T1 với Top Esports là dùng đất thì nó cũng hơi khô khó vấp. Rồi trở lại ván thi đấu này, ủa cái tỷ lệ thắng sao nó mấy phút 20 mà tiền lệch nhiều mà phút 20 mà tiền lệch khá nhiều, rồng lệch cũng nhiều. Tức là khi mà tính toán cái này chỉ đơn giản là người ta tính toán cái chênh lệch về tiền, chênh lệch về mục tiêu đó, nó đơn giản thôi chứ cũng không có cái gì phức tạp ở cái tỷ lệ thắng của siêu máy tính cả. Siêu máy tính này thì DK đang đợi lên hồng rồng lửa. Đúng. Chờ đợi mà thôi. Bên phía DK họ lấy được rất nhiều thứ rồi. Tất cả dàn trụ ngoài, gần như là tất cả dàn trụ ngoài đối phương. Quan trọng nhất là cái trục đường giữa họ đã lấy được. Hai bên cánh thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi mà Showmaker liên tục áp lực cộng thêm một cái gần nữa thì Humanoid thì cũng liên tục là phải đáp trả lại những tình huống gây khó chịu đến từ Showmaker. Anh ta không muốn mình bị lép vế so với người chơi đường giữa bên phía bên kia. Nãy giờ tôi chỉ sợ một tí cho DK là đang khen quá là cái nút eo Amin nó bắt đầu nó giật thôi. Nó giật đó. Này là phải có một cái sự kiềm chế rất là lớn đến từ Emin. Cái nút đó bây giờ anh tưởng tượng là bằng phím màu gì tôi không biết, nhưng nó đang nó đỏ. Nó chớp. DK cũng đang nhìn về phía cái nút E của Emin á. Rất là phải tập trung để tìm hiểu cái DK đấy. Những cái tình huống mà Moham nha, phải là nhảy lên che liền đó. Nhiều khi là muốn giữ cái điểm nội tại nhưng mà lại không có quy chẳng hạn, E lên cái để giữ điểm nội tại thế là đi luôn. Chắc là sẽ không có những cái sai lầm ngớ ngẩn như vậy Emin đâu. Đặc biệt là trong cái quãng thời gian nhạy cảm như này, rồng sắp ra rồi. Đang cấu máu, tìm kiếm với những tình huống quy, nhưng mà vừa rồi chỉ có trúng vào cây mà thôi. Cuối cùng đã trúng người, cùng ánh sáng cấu được máu của Razor. Người cần cấu máu nhất, tầm nhìn của Fertix trong hàng rồng là zero. Khó rồi, nhưng mà Oscarinin thì vẫn sẽ, chính xác là Razor vẫn sẽ có khả năng đặt ra những cây để kiểm soát con rồng ở cánh dưới. Nhưng mà họ đang tiến vào như thế nào đây là cái bài toán mà chưa giải được. Showmaker không có tầm gì để cấu máu Razor, đã bắt buộc phải giật về. Razor đang tiến vào, Oscarinin bật thần cá sấu để uy hiếp đối phương, tạo khoảng trống. Razor đứng bên ngoài và ta cướp được rồng. Moham lui ra được nhưng mà Fertix đã có cái họ muốn, họ đang rút lui về. Humanoid nó dùng luôn chiêu cuối để chạy, Lucid tiến tới không tìm được ai. Và họ đã thành công rồi, đơn giản bây giờ rút về reset thôi. Đó là một tình huống lao vào rất quyết đoán đến từ Oscarinin để áp lực vào. Thậm chí anh ta còn làm choáng vào Kingen chứ không phải làm choáng vào Lucid. Nhưng cái sự xuất hiện của anh ta với thần cá sấu trên người đã là đủ áp lực để khiến cho Lucid bị nao núng trong tình huống vừa rồi. Và Razor anh ta dồn sát thương với chiêu cuối và trừng phạt chẳng là đủ. Kingen có tốc biến nha, anh ta chắc là sẽ về được thôi, đi qua mắt rồi, nhảy vào lính là đi được thôi. Và dí tiếp thì mất baron, đúng rồi, rất khó. Bắt buộc là Fertix cũng không tham, họ đã hài lòng với việc là có được rồng. Sau đó thì lùi về và câu giờ thêm cho Oscarinin. Tôi nghĩ rằng cần phải có một cái món Musterac và con Kai'Sa của Noah thì đẹp nhất là cần thêm một món nữa, còn nếu không thì cũng phải là 2 món rưỡi thì bắt đầu có sức mạnh được. Giao điện chỉ giúp anh ta có được cái khả năng dọn lính mà thôi, và một vài trường hợp là những thứ bùng nổ sát thương của nó khi có điểm hạ gục. Chỉ chênh lệch nhau có 2.000 như thế này thì một pha giao tranh đẹp Fertix hoàn toàn có thể lật lại được. Bây giờ sẽ có khoảng chừng 4 phút không có mục tiêu nào khác trên bản đồ ngoại trừ con baron, thì chắc chắn sẽ phải có một cái va chạm. Tôi không nghĩ là hai đội này sẽ đứng yên chờ đợi con rồng tiếp theo đâu, phải có cả nhau nhẹ nhẹ một tí ở khu vực baron coi có ai vấp hay không. Ý nhất là bên phía của Fertix nãy giờ họ vẫn đang gọi là có được một cái gọi là giữ cự ly rất là tốt với Lucid, chưa có một tiếng giam cầm nào quá đẹp cả, và thậm chí là chưa có thêm điểm khổng thần dành cho người trên đi rừng của DK. Vẫn là 23 số khổng thần từ đầu khi mà anh ta mua cho tới bây giờ. Đúng thì đó là một cái sự làm chậm tốc độ thăng tiến sức mạnh của con bài Skarner này rất là tốt, và bên phía của Fertix vẫn đang kiểm soát rất là tốt cái vấn đề này. Họ đang có được cái lợi thế 5 sâu nhưng chưa đẩy được công trình, nhưng ít nhất là họ không để cho bên phía của DK có được cái trụ 2 ở đường trên và đường dưới, thì đó vẫn là những cái không gian để cho hai bên cánh là Oscarinin và Humanoid có thể farm được. Phù xanh vừa có cho DK, sau đó thì Humanoid vào va chạm nhẹ với Kingen, sát hơn rất nhiều nha. Chống chiều hay không chống chiều thì chặt vẫn được. Anh ta đổi máu với lại Kingen. Thời điểm này thì cũng không có mục tiêu nào khác ngoài baron. Lucid quăng gạch, vừa rồi Kingen là người lui nhẹ ra khỏi tầm sát thương của đối phương bằng một tình huống nhảy rồi kết hợp với cả tốc biến nữa, chứ bị trói pha đó thì mệt. Kingen cũng đang rất là cẩn thận trong ván thiếu này, bung ra tốc biến anh ta luôn, không tiếc. Và Humanoid thì cũng có những tình huống chặt chém rất đánh đá. Anh ta đã có 2 món trang bị quan trọng nhất của Yone ở trong phiên bản hiện tại rồi. Khả năng hồi phục cũng sẽ là có nữa với cơm phi phong, nên anh ta hoàn toàn không ngại những tiếng trả lời sát thương vừa rồi. Hoàn toàn có thể đợi tân lính tới và sau đó là chém lính để có thể hồi phục máu mà thôi. Không có vấn đề khó khăn dành cho người trên đường giữa của Fertix cả. Những gì mà bên phía của Fertix cần bây giờ là kiểm soát tốt những nhịp rồng tiếp theo, giống như lúc nãy họ làm. Đúng rồi. Và sau đó là chờ cho tới khi ngưỡng trang bị nó đủ đầy đến từ các thành viên chủ lực là họ có thể giao tranh sòng phẳng bên phía bên kia. Những cái pha cạnh tranh ở khu vực mục tiêu sẽ rất có lợi cho Razor, bởi vì khi mà bạn bị hất tung á, Zyra có hất tung thì không trừng phạt được. Lucid phải chú ý điều đó. Cho nên là vừa rồi chúng ta thấy khi mà cá sấu bật chiêu cuối rồi Zyra cũng gọi gai ra đó, là Lucid không thể thành công trong việc cạnh tranh trừng phạt. Giờ đây thì Fertix cũng đã, tôi nghĩ là vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất khi mà có trang bị cho Yone rồi. Giờ làm gì đây? Múa hai baron một tí thì phi kích vừa rồi chúng cũng mất máu nhiều, cùng ánh sáng cũng mất máu nhiều. Hai bên đang vờn nhau thôi, chứ bên phía DK cũng không thể nào gọi là tấn công luôn trực diện được, vì họ luôn có một áp lực Yone ở cánh với 5 sâu không. Và Kingen nếu như anh ta di chuyển đến quá là lâu thì sẽ mất trụ cánh dưới, và bên phía Fertix hiểu điều đó, họ cũng không ngại là ra để có thể lộ mặt với đối phương ở những tình huống vừa rồi, cho rõ ý định là chúng tôi muốn kiểm soát mục tiêu. Và bên phía của DK cũng phải phản ứng là bằng cách là triệt tiêu tầm nhìn của Fertix. Tối, bắt đầu tối, hết mắt rồi. Đây là nãy giờ DK nhấp nhả để lấy hết tài nguyên tầm nhìn của bên phía Fertix. Đoán được không? Và họ thực ra là biết nhưng mà không vào được tại vì tối thui. Sát thương DK cũng không phải là quá nhiều khi mà Ezreal mà thôi. Ezreal là sát thương để đánh nhau chứ không phải là sát thương để đánh Leblanc. Baron không ngon lắm. Đúng rồi. thì bên phía của DK bắt buộc là phải rút lui. Họ chỉ thử sát thương mà thôi, nếu như đủ thì sẽ ăn lén luôn cũng được. Thấy không đủ. Nhưng mà thấy không đủ nên là quyết định là trở về khu vực giữa và farm tiếp. Đến từ Emin, anh ta đã hoàn thành xong 3 món chuẩn bị lớn rồi. Có một cái ngọn giáo Sujin. Nhưng mà để xem nào. Thực ra cũng bắn được, bên phía kia cũng không nhiều giáp lắm. Thực ra là chưa có bị tướng nào lên nhiều giáp cả, ngoại trừ con bài Rel của June thôi. 3 món đồ này thì tôi nghĩ rằng nếu Emin làm tốt việc giữ vị trí, anh ta có thể bắn thoải mái vào thành viên bên phía Fertix và không gặp vấn đề gì. Vấn đề là như chúng ta nói, chờ tới con rồng tiếp theo. Lúc này thì Kingen là người bị mất máu rất nhiều nha. Anh ta là người không có tốc biến. Anh ta bắt buộc phải bấm B về nhà để hồi máu lại rồi sau đó mới di chuyển về phía khu vực hang rồng được. Tạm thời thì Fertix đang lui ra khỏi khu vực hang rồng, đang có một nhịp để cho DK tiến vào để kiểm soát tầm nhìn. Nhưng khả năng cấu máu của Emin trước khi mục tiêu ra nãy giờ đang chưa được tốt lắm. Chính xác. Những tình huống cung ánh sáng của anh ta toàn là chỉ trúng một người mà thôi. Những tình huống quy thì cũng không có độ chuẩn xác quá là cao. Nó khiến cho cái khả năng cấu rỉa trước thềm giao tranh của Emin chưa phải là quá tốt. Và tất cả mọi thứ đang phải dồn vào việc là biến ảnh lên và ấn đắc ý đến từ Showmaker. Con rồng đã được khởi động đến từ Fertix, tốc độ ăn của họ sẽ là rất nhanh với Kai'Sa và Yone. DK sẽ đáp trả như nào đây? Đâu rồi đó. Không kịp rồi. Rồng ăn rất nhanh, sau đó trả ngược ra, bắt đầu mở rồi, mở khá đẹp. Ôi Emin giữ vị trí phía bên ngoài, Emin bị giữ chân lại, đã có màn hạ gục đầu tiên cho Fertix. Hai màn dành cho Noah và DK mất gần như là tất cả trong pha giao tranh này. Fertix sẽ đi về phía hai Baron. Đang khen với Emin thì nó phải là như vậy thôi mà anh Khải. Cuối cùng là vẫn phải có đó là phải có thôi, vẫn phải có một tình huống mà anh ta hơi chủ quan với cái tầm đoạt mệnh của cái bài Yone trong tay Humanoid, và Humanoid đang đánh cực kỳ cháy ở trong ván thiếu này. Lucid hết máu rồi, không còn tốc biến, bị chặt chém và ta đi shutdown cho Humanoid. Và thậm chí là cân 2 luôn. Cân 2 được không vậy? Cân 2 được không vậy? Bị xích rồi, bắt buộc phải mất tốc biến. Showmaker và Kingen làm tốt nhiệm vụ của mình. Anh chỉ được cây xuống dài anh Khải à. Anh ơi chơi game tắt stream đi em. Bây giờ thì Baron thì sao đây? Vẫn có cái trừng phạt của Razor ở trong hang Baron, nhưng mà rất nhiều người thấp máu nha. Baron dành cho Fertix. Kingen đang nhảy vào hóa na khổng lồ, làm cho 2-3 người cung ánh sáng bắn tới, ăn Baron xong mất gần như là hết, nhưng Noah vẫn sống bắn chạy và Kingen nằm xuống vẫn giữ được bộ lời Baron cho Fertix. Như vậy là sao? Chạy thôi, giữ bộ lời. Vậy là vẫn là có thể coi là lời cho phía Fertix. Lời không? Lời. Họ lời. Có một rồng, họ có khá là nhiều điểm hạ gục, họ shutdown được Emin, họ có được cả Baron nữa, mặc dù nó chỉ còn một mình trên người của Noah mà thôi. Còn bên phía của DK, bên phía DK cũng rất nỗ lực đến từ Showmaker và Kingen. Nếu như tình huống đó Kingen có góc chiều cuối đẹp hơn thì có thể là quét sạch hoàn toàn trên VDK rồi, nhưng không sao cả. Chừng đó cũng là rất nỗ lực rồi. Ván nào cũng hay, chúng ta đang thực sự rất may mắn với ôm đầu rồi chung kết thế giới 2024 này. Ôm đầu tiếc nuối, rất tiếc nuối thật. Pha thi đấu đó nhưng mà nói nữa. Nếu anh ta mà không hiểu tiếng Việt thì có thể là ăn rồi. Để tôi biện hộ cho anh Khải là pha đó cũng phải đứng ngoài để giữ, chứ mà đứng ở trong hang Baron hết thì cũng nguy hiểm thôi. Bắt buộc phải có một cái nhịp di chuyển ra như thế rồi. Chịu. Rồi cuối cùng thì siêu máy tính cũng đã suy nghĩ lại sau tình huống giao tranh rất là tuyệt vời từ Fertix. Chiến thắng của DK bây giờ đâu đó chỉ khoảng chừng trên 50% thôi. Cơ hội đang là rất rộng mở trên phía Fertix khi mà họ đã cân bằng được, gần như là cân bằng được về tiền. Và thứ mà bên phía Fertix mong chờ đã có. Kai'Sa 3 món trang bị rưỡi, Yone 3 món trang bị và Ritten trong tay Oscarinin cũng đã có 4 món Sterak rồi. Khả năng giao tranh tổng họ sẽ là cực kỳ tuyệt vời. Showmaker, chính xác hơn là Emin không có tốc biến ở trong nhịp giao tranh tiếp theo. Bắn cũng đau nha, đam to mà cũng đau đó. Nhưng mà Fertix vừa lui ra được thành công. Showmaker lại tiếp tục cố gắng biến ảnh lên để cấu máu, nhưng bản thân anh ta cũng đang không ở trong trạng thái máu có thể gọi là khỏe khoắn lắm. Kingen đang đẩy lẻ. Lúc này thì rồng chưa ra đâu. Tạm thời bây giờ chỉ là câu chuyện DK phòng ngự hết thời gian bù lại Baron. Còn Humanoid anh ta đang bị quay, dùng chiêu cuối qua tường thành công cho Lucid đứng kế bên, đẩy dính tường. Moham tới giam cầm và Humanoid sẽ phải nằm xuống. Bạn sẽ chơi mình. Và tiếp tục là điểm hạ gục nữa dành cho xạ thủ bên phía DK. Và những cái nỗ lực đẩy cánh đến từ Humanoid đã bị bắt bài khi mà bên phía DK kiểm soát tầm nhìn tốt hơn ở cánh dưới. Khi mà họ có cái thời gian hồi sinh trước, họ kiểm soát cánh dưới trước. Trong những cái nhịp mà Fertix cũng bị hạ gục ở con Baron ở cánh trên, một mình Noah là người về được mà thôi. Và như nói đã phải nằm xuống trong thứ vừa rồi. Cái áp lực cánh sẽ tạm thời không còn nữa dành cho Fertix. Và Showmaker sẽ là người áp lực lại ở cánh dưới. Tạm thời là dễ thở dành phía DK ở cánh dưới này, khi nãy giờ Humanoid quấy phá quá là nhiều khu vực này. Coi như là phòng ngự thành công giai đoạn Baron của đối phương. Còn 20 mấy giây nữa thì chắc là không đủ để cho bên phía Fertix lấy quá nhiều thứ. Trụ một đường giữa của DK vẫn còn nguyên. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị đợi thêm 1 phút nữa là di chuyển về phía khu vực hang rồng. Sẽ là con rồng nguyên tố thứ 6 của ván đấu. Trận nào cũng 6-7 con rồng không ha. Rất căng thẳng đến từ tất cả các đội tuyển ở vòng Thụy Sĩ này. Và Emin thì lên luôn cả một cái chùy gai Mammotius ở món đồ thứ tư thêm tí. Anh ta đang rất là lo sợ cái lượng sát thương đi từ ra dốc và cái khả năng bùng nổ sát thương của cái dao điện của Noah cũng như là cái nội tại đến từ con này Kai'Sa này, khi mà anh ta đã có 3 món trang bị rưỡi rồi, gần như là món trang bị thứ tư nếu như anh ta hoàn thành xong đồng hồ cát. Con rồng tiếp theo sẽ là một điểm nóng. Và ôi ơi, ôi chậm một nhịp. Showmaker đợi Lucid tới cho nên đã bị chậm một nhịp. Rất may dành cho hỗ trợ bên phía Fertix, anh ta vẫn có thể rút lui được. Nhưng với việc June về để có thể hồi lại mắt và mua thêm cái lượng tầm nhìn mắt kiểm soát thì tạm thời khu vực rồng này đang nằm trong từng tấn công, chính là tầm kiểm soát của DK. Họ đang đứng rình rập ở đây. Tối phải có người đi trước dò đường, ai sẽ là người phải đi dò đường đây? Đi về phía của Ezreal với lại Leblanc thì nó cũng hơi ghê một tí cho Fertix quyết định thôi không đi cái đường nguy hiểm đó, họ đẩy đường giữa trước để lấy thế đã. Kingen đang tiến lên, vẫn là đi vào vùng tối. DK đang lùa đội hình Fertix ra khỏi khu vực sông, xích thành công. Oscarinin là người mất nhiều máu. Kingen sắp hóa na khổng lồ. Fertix đang có lựa chọn là đẩy thẳng vào khu vực đường giữa, có gì thì họ lấy cái trụ trước, còn chạy về rồng cạnh tranh sau cũng được. Năm sâu cho nên phá trụ sẽ thành công. Vẫn còn một con lính nhỏ ở lại cái trụ một đường giữa đó, cho nên Humanoid có thể bước vào và tự tin chém trụ với lượng sát thương của mình. Còn ở cánh này thì Showmaker nãy giờ đang đảm nhận hộ Emin cái vai trò cấu rỉa khi mà những cái tình huống bắn quy của Emin nãy giờ nó đều đi đâu. Đây rồi, trúng rồi. Showmaker thì làm cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ cấu máu của mình. June quá thấp máu. Lúc này thì DK bắt đầu mở vào khu vực hang rồng. Moham cũng hơi thấp máu nha, ta được cố gắng che tia tuy kích ra dốc là người bị xích lại phía ngoài để có rồng. Showmaker làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng June làm cũng cực kỳ đẹp. Humanoid đang ngồi chặt chém, khoảng trống có cho Noah. Tuy nhiên tuyến sau thì Kingen và Showmaker đã tìm được mục tiêu của mình. Emin còn đúng 100 máu lui về, thả diều liên tục, team truy kích, nó trúng. Noah bắn cháy và ta có được thêm một điểm hạ gục nữa đem về triple kill. Bên phía của DK có được linh hồn dòng lửa, còn Fertix có được một pha tranh quá tuyệt vời với khả năng dồn combo đến từ June và Humanoid. Chiêu cuối trúng 3 thành viên đến từ bên phía của Fertix và trong đó có Emin. Anh ta vừa hồi lại tốc biến thì bắt buộc phải dùng luôn và cũng phải nằm xuống với một tia truy kích cuối cùng. Đẹp quá, rất đẹp. Và đó là cái sự quyết đoán đến từ June. Và nếu như bên phía của Fertix không mở giao tranh ở pha này, họ sẽ mất rất nhiều thứ. Và Emin bị bắt ở lại đúng cái rìa trong cái đoạt mệnh của Yone. Và những nỗ lực từ Lucid lại kéo không, thì bên kia có tốc biến thôi, anh ta kéo đi đâu thì cũng sẽ theo được. Nhưng mà thực ra mà nói thì tôi không biết là lời lỗ như thế nào, tại vì số lượng mạng thì Fertix ăn được nhiều hơn. Tuy nhiên DK có được cái họ muốn nãy giờ, đúng rồi, là linh hồn rồng lửa và họ cũng có được điểm hạ gục. Cho nên là đó là một pha trao đổi mà tôi nghĩ rằng kết lại thì DK lời hơn một tí, đúng không? Đúng, nghĩa là về mặt linh hồn rồng họ sẽ lời hơn. Nhưng mà ở thì hiện tại khi mà sát thương đến từ các thành viên chủ lực của Fertix đã nhiều rồi và cái đội hình họ cũng dễ chơi hơn nữa, khi bên kia chúng ta thấy Emin chỉ cần bắn quy hụt vào thôi, bắn quy bắn R hụt là anh ta không có sát thương luôn. Mà nãy giờ thì không trúng nhiều. Đúng rồi, cũng không trúng nhiều lắm. Còn bên phía bên kia thì Kai'Sa chỉ bắn thường, đúp thì cũng là gọi là cấu rỉa xương xương. Yone thì cũng là đâm rất là dễ trúng. Thì câu chuyện bây giờ sẽ là con rồng ngàn tuổi và con ba đần. Showmaker rất tự tin với trên người anh ta có cái lá chắn phép và anh ta cũng khiến cho ra dốc còn 1 chấm máu. Nhưng mà Emin thì đã không còn cái cung ánh sáng nữa. Showmaker lại vào cực kỳ khó chịu. Anh ta làm mềm đối phương. Lucid ở phía bên ngoài tiến vào hang Baron không được. Fertix có Baron mở ngược trở ra. Noah bản năng sát thủ vào nhưng anh ta hơi gặp nguy hiểm một tí. Anh ta đã bị giữ chân, bấm đồng hồ đợi đồng đội nhưng mà đồng đội tới không được. Noah còn 1 chấm máu. Emin bắn cần chiến thì không hụt được. DK là đội thắng giao tranh với 3 điểm hạ gục liên tục và có lẽ là họ không dừng lại ở đó. Razor đã bị làm chậm bởi Kingen và Razor không thể nào thoát đi được khi Showmaker đã tới. 4 màn hạ gục dành cho DK. Một tình huống mà Humanoid thì giật về, Noah thì bay vào. Và sau đó thì làm gì còn sau đó nữa khi tất cả sát thương từ Noah đều bắn vào cái túi kiên cường của Moham. Emin vẫn sống và sát thương thì vẫn có trên bên phía của DK và Fertix ở kia. Tại vì cái nút R của Noah nó cũng giật anh Khải à. Rất khó hiểu. Và tôi nghĩ rằng là ván đấu này cũng chấm dứt dành cho hạt giống thứ 2 của LEC rồi. Xong rồi. Hơi tiếc cho Fertix. Nhưng mà Nitry lại tiếp tục là câu Nitry dành cho các đội thua, đánh cũng được nhưng mà nó chưa đủ. LCK có thêm một trận thắng nữa và đó là hạt giống số 3 của họ lên tiếng. Rất tuyệt vời, đặc biệt là vị trí của Lucid khi đây là trận debut của anh ta tại một giải đấu quốc tế, chung kết thế giới và màn trình diễn Skarner của anh ta cũng rất tuyệt vời. Showmaker một lần nữa với cái bài Leblanc cũng tuyệt vời không kém. Tôi nghĩ rằng nếu như phải bầu chọn người chơi xuất sắc nhất thì tôi sẽ dành một phiếu cho Showmaker. Tại vì anh ta là người ổn định nhất từ đầu cho đến cuối. Đúng. Lucid có một cái đoạn giữa giữa cũng gặp khó khăn ở trong việc đưa ra những quyết định macro. Nhưng con Leblanc gánh sát thương điên rồ của Showmaker. Nó gánh luôn cả cái phần sát thương của Ezreal nhiều tiền của Emin nữa kìa. Đồng ý. Ezreal của Emin có cái đoạn giữa bắn hụt liên tục tất cả mọi thứ.